mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và anh em. Bố anh em cũng có cô bác chị bạn gặp video kênh nói là hôm nào chia cọc cho anh em thiền mở. Hôm nay mấy anh em thực hiện ha. Với lại có cái nữa thì cũng Sơn cũng cảm ơn cô bác chị bạn gợi ý Sơn làm những cái clip ví dụ như mà thịt mỡ này thì cũng có những comment nói là hôm nào thử thách Tấn uống 2 lít củ đới thì đúng là chính sách YouTube mà cho phép thì Sơn sẽ làm, còn mà chính sách YouTube không cho phép thì Sơn không dám làm. Thì như rượu là có chất cồn, như bia là có chất cồn, và chính sách YouTube không cho phép thì Sơn không làm được, thì cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm. Bây giờ cái thịt mỡ này nè, chính sách YouTube cho phép nè, anh em hôm nay ăn 2 mâm mỡ này tính bụng ha. Rồi bây giờ bốc thăm đi, trước bốc thăm đi, trong tay mình đó là có 4 cây hay vậy rắn anh, hay vậy rắn, đây có 4 cây hay vậy rắn nè. Bạn nào bốc trước đi thì rắn đi chung rắn dài, đi chung dài đó, rồi tính dài rồi khó bốc quá. Rồi rồi tung ngắn nha. Vậy là hang mình không có dính rồi đó. Hang mình rồi thái tính thành thành như tung rồi đó. Rồi mình nghĩ là cái mỡ này không ai hơn ai hết, ăn một hồi cũng sẽ ngán thôi. Thành chỗ qua kia đâu tung qua đây hả? Rồi hợp lý, tung qua đây. Cái mỡ này thì không ai hơn ai đâu, quan trọng cái là có cự với lại được vụ ngán không nè. Hãy mà kìm được vụ ngán thì thắng thôi. Cái sức chứa mình nghĩ đó là chứa thì không ai, không anh em nào dám chứa được cái mỡ này mà bao không khí nổi, ngoài trừ đồ nước thôi. Còn cái mỡ này tầm 2 kg là dữ lắm rồi. Bốn anh em cố gắng ha. Hôm nay người thắng cuộc được 4 triệu, một giải một chiếc ha. Còn anh em thương thì anh em chia sẻ vậy đó, mình không có quyền căng thịt vào. Đừng căng cái căng một căn heo luôn anh rồi. Đúng rồi. Nhỏ, hôm nay đã chợ mình gom hết cái mỡ rồi luôn. 6 kg. Dạ. 6 kg trong này có một chai khóm. Nè. Đây cái gì nó xịt ra mắm xịt ra thấy. Không quên là bỏ em bỏ ra đi. Rồi. Rồi cũng 6 kg luôn. Lấy cái dĩa, cái dĩa nước mắm đưa lên trên luôn cũng được. Đi luôn thành được cái đó. Lấy cái dĩa nước mắm bỏ xuống dưới luôn cũng được. Đây chỉ cái này sát qua luôn cho nó rộng. Ok ha. Bây giờ mình để thời gian chơi cho vui thôi. Thì anh em nào cảm giác mà ngán thì ngưng. Xong mình tính lại số lượng, tại vì mỗi cái mâm này là mình chưa trừ mâm là 6 kg. Thì anh em ăn xong mình tính lại số lượng là cho anh em thắng luôn ha. Ở Sơn đại diện bốn anh em tổng mời cô bác anh chị bạn dùng thịt mỡ với bốn anh em mình. Xin mời. 1, 2, 3. Mọi chút vô chút hình. Mọi sao quá khó quay hình.
Ngon không? Đừng có nghe gì khen gì cho nhỉ. Ngon. Cái vụ mà ăn mỡ này là Tung hồi đó là cũng có số trong kênh lắm á, cũng tại kiếm là thách đấu qua mốc á, giờ tại về lớn tuổi rồi cái xuống phong độ. Cái vụ lớn tuổi à. Nghe nói nghe gà chú chậu mà nghe được chút. Mỗi một bạn có được có nửa trái khóm đó nha, sử dụng khóm nhiều quá là hết á, nửa trái coi như là 4 miếng đó. Anh yên tâm đi, hang này mập mập chứ nó mở vô bạc hả? Đi cắt thôi, đừng xin dễ đập. Không tính rượu em, rượu mỡ này nè ngân à. Nguyên một tảng bự vậy là ngăn luộc, không có được cắt ra ngăn cắn thạch thôi. Dạ. Nó nói để bữa nào nói lên. Không, bữa nay đi, bữa nay đi, bữa nay đi. Bữa hổm có ăn rồi, hai mình ăn rồi mà. Nhưng mà bốn anh em chưa ăn. Bốn người chưa ăn cùng. Thấy có bạn áo xanh bên đây bị dùng mình. Khi nào mà ngán quá chịu hết nổi thì ngưng. Chứ không, mình nghĩ là bốn bạn này không thể nào chở hết được số lượng này. Tại hôm nay tính bụng thì nó ra mình dự trữ cho nhiều vậy thôi. Đỡ thiếu. Mình mua ít ít thì thiếu. Rồi dự trữ thôi. Còn ngán quá thì ngưng.
Thì Đâm mới đi mua nếp rồi. Chị em không, bữa này như đây chia 5-7 anh em đem về thắng tấp mỡ cũng được. Không, không quẹt vậy em ơi. Thắng tấp mỡ nó không quẹt em. Không, không thẳng luôn nha, không liêu. Em ăn mỡ giỏi thì coi cho được. Không, cha em ăn vậy không á, mua vậy nè. Các cục bộ bự vậy nè, kho tiêu. Rồi, khách cũng ít gì cho cha em, kho tiêu. Khỏi lo, 12kg là 4 bạn là chở không gì hết. Coi như thịt heo mình không thấy nước đã vô không chua chúng mình. Mình thấy ngoài nó thấy nó vậy chứ vô trong miệng rồi nó cũng như món đồ ăn vô mình nước vô thôi. Nhiều khi cái cơ thể mình thiếu chất mỡ mình cũng luộc mình ăn. Ở đó cái gùa là mua mỡ trắng là luộc chấm mắm ong hoài á. Sang với người chú, không chấm nước mắm mà chấm đường. Ừ, vậy hả? Cái này là một món ăn thôi, nhưng mà tại vì mình ăn cái mỡ này nhiều quá mình ăn không nổi thôi. Nãy giờ mình thấy bạn Tướng là ăn nhiều nhất á, bạn Tướng ăn giỏi nhất á, ăn mỡ. Cái mỡ này nó đâu có biết ăn đâu. Thấy coi liếm thấy anh ba ăn cái thèm. Trước ăn thèm. Dạ. Mỡ là anh ba ăn giỏi lắm. Nước là nước ọc 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 ọc. Cái hủ tiếu đi, một người chứa tầm khoảng 4kg trở lên, mà mỡ này mình nghĩ một người chứa tầm 1,5kg là hết đất, ngán dữ lắm ngán.
cay hả? Cái mâm bên là thái với tướng vơi đi nhiều rồi nha. Thì có bên này thấu chua thiệt luôn á. Chua ăn kèm này với mấy ngon. Khóm chua sữa. Nãy giờ giấu cục lại khóm nó chua. Cảm ơn. Đang ba đồ nóng xung hôi này ăn đỡ chung hôi. Nói chung mình làm cái chương trình giải trí này cái món gì mình cũng ăn hết, ngoại trừ YouTube không cho phép thì mình không dám làm thôi. Nhưng anh em thì là cùng nhau làm kiếm cơm, cùng nhau nấu nồi cơm ăn, nó ra khó bắt cách mấy cũng phải làm. Thái ăn giỏi nha. Tướng ăn mỡ giỏi. Nãy giờ thấy tướng ăn hơi bị nhiều. Thái tay bao tay em kéo người tiếp vô. Nhớ khi nào mà cảm giác mình chịu không nổi là ngưng nha. Để mà chó ăn chè kỳ lắm nha. Cái này mình biết là ăn nhiều là nó sẽ ngán, nó sẽ giọng lên đó. Cắn cái chỗ này cái thôi, cái gì mở ra là như nó cũng nói. Lúc đó Tùng chưa vô clip mình đó là Tùng còn thèm mở, mà vô clip mình một thời gian rồi giờ mở hết thèm rồi. Lý do là đủ chắc. Mới vô là Tùng nổ là nói là ăn 3kg mỡ bình thường. Giờ chắc đủ chắc rồi. Không nổi thì cờ bạn, đừng cầm cục mỡ của coi hoài bạn. Mất thời gian của cô bác gì nữa. Cảm giác mình chịu không nổi là khi dơ cờ. Mình không bắt buộc phải ăn hết. Hôm nay là ngày lễ các thánh nam nữ,
nhà thờ mở nhạc hơi lớn, thì Sơn dẫn tiếng hơi nhỏ chút, rồi cũng rất mong là cô bác chị bà thông cảm. Thành nói không? Thành nói dịch nhiều quá rồi bà ơi. Nhà đầu hàng quá không? Không à. Đầu hàng nó có giấy trắng nào không? Cầm hai cái giấy dơ lên cho tao biết là mình đầu hàng. Tính với Thái ăn gần hết luôn rồi, còn ít. Tính với Thái ăn giỏi. Cho cay trắng. Nè. Thôi bà không nói thì cầm giấy. Cái miếng giấy đi giờ là người ta biết là mình đầu hàng á. Rồi một bạn. Còn bạn ở đây còn miếng khóm. Rồi sao bạn Thanh? Đi theo đồng đội luôn. Đi theo đồng đội không? Ok. Mình không bắt buộc. Không ơi, anh cũng cho ngưng là tại lý do là chênh lệch nhiều quá rồi. Hỏi mà ngang á thì để cho thấy cái tiếng nữa. Chênh lệch quá nhiều đâu, bỏ cái căn thử cho mình nha. Căn nhỏ. Cho lên kìa. Thử ra coi hai anh em ăn được bao nhiêu ký. 2,6 kg. Ăn được 4 kg. Cộng luôn khóm. Không, không phải 4 kg mà 3,4 kg à. 3,6 kg. Bạn này 3,6 kg. Trên lệch là 1 kg. Trên lệch quá xa. Ok, phần thưởng của Tấn với Thái á. Để đây chị lôi giùm cho. Xa quá. Xa quá, đưa cho Tấn giùm em coi. Tôi ngán rồi nhưng mà tôi không ăn được nữa, nhưng mà tôi nuốt còn gì không ăn nữa, bây giờ bỏ vào mình. Ê, trong đó còn cái dĩa còn 2 cục nha, chơi mà hỏi mà không, cái này em ăn hết được luôn anh. Không thì phải ăn hết, nhưng mà hỏi mà trên lệch mà chút xíu là bắt ăn hết á. Rồi không, tại rồi 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 trên lệch nhiều quá. 4 triệu. Rồi, giờ chia ngưỡng tài đi, ngưỡng tài ha. Cảm ơn anh, cảm ơn. Đấy mà mình phỏng vấn bằng Tung cái Tung mở nấu hay sao em, mà sức mà hôi dưới em. Dạ. Mở luộc nóng ha. Nước áo nha. Mấy anh em mình cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. Xin chào và hẹn gặp lại.